Chỉ thêm một chút nữa, bạn của bạn nói. Họ đang dẫn đầu nhóm của bạn, và khi tất cả các bạn đi ra khỏi khu rừng, đèn pin của bạn chiếu sáng vào một hàng rào cao cùng với dây thép gai trên đỉnh. Làm thế nào chúng ta có thể trèo qua được đây? Một người bạn khác của bạn hỏi, và người dẫn đầu có câu trả lời. Họ hướng đèn pin của mình xuống vài mét, nơi bạn nhìn thấy một cây thông lớn đã đổ xuống hàng rào, tạo ra một cây cầu để bạn có thể vượt qua hàng rào. Bạn và nhóm bạn của mình lần lượt trèo qua cây bị lật đổ trước khi nhảy xuống phía bên kia của hàng rào cao. Sau khi phủi bụi, nhóm của bạn đi sâu hơn vào khu đất trống cho đến khi bạn đến một đường ray cũ đã hoen rỉ và trông như đã không được sử dụng trong một thời gian. Sao? Một trong những người bạn hay nghi ngờ hơn của bạn hỏi. Cái gì sẽ xảy ra ở đây vậy? Người bạn dẫn đầu giải thích rằng, nếu may mắn, chúng ta sẽ thấy được nó. Thấy gì cơ? Ánh sáng ma quái. Cậu ta tiếp tục giải thích rằng, vào những đêm nhất định, một ánh sáng bí ẩn sẽ xuất hiện trong vùng đất trống trải này, lang thang khắp khu vực xung quanh đường ray xe lửa. Nó là gì? Bạn hỏi. Bạn của bạn nói với bạn rằng, cách đây nhiều năm, có thể cả trăm năm hoặc hơn, đây từng là một đoạn đường sắt nhộn nhịp và sầm uất. Và một đêm, một công nhân của Union Pacific đã ra ngoài để kiểm tra một phần đường ray được cho là đã bị hư hỏng. Người công nhân đi ra ngoài vào ban đêm với chiếc đèn của mình, và anh ta đi dọc theo đường ray cho đến khi dừng lại ở chính khoảng đất trống này. Anh phát hiện ra một thứ trông có vẻ bị hỏng ở một trong các thanh ray và cúi xuống để xem xét nó. Không ai biết tại sao anh ta không nghe thấy tiếng tàu chạy về phía mình hoặc nghe thấy tiếng còi của nó trong đêm. Nhưng người đàn ông sẽ không bao giờ được nghe thấy bất cứ điều gì nữa, vì bam, chuyến tàu đã cán qua đầu anh ta. Giờ đây, chỉ với chiếc đèn soi đường trong đêm, người công nhân đường sắt không đầu lang thang khắp vùng đất trống này vẫn tìm kiếm chiếc đầu bị mất của mình. Đó là một câu chuyện ngu ngốc, một người bạn của bạn nói. Làm sao ai đó có thể không nhận thấy cả một đoàn tàu? Tớ không biết, nhưng đó là sự thật. Không, không phải như vậy. Khi cả hai đi qua đi lại, bạn đột nhiên nhận thấy một điều gì đó ở phía xa. Này, nhìn qua đó kìa. Một người theo hướng bạn đang chỉ và nhìn thấy nó, một quả cầu ánh sáng mờ ảo lơ lửng trên không trung. Thấy chưa? Bạn của bạn nói. Tớ đã nói là thật mà. Cậu ta bước về phía quả cầu ánh sáng, và khi cậu di chuyển, nó bay về phía sau với cùng tốc độ cậu tiến tới, như thể để duy trì khoảng cách. Khi bạn của bạn lùi lại một bước, ánh sáng cũng chuyển động như cũ. Nhìn kia, đằng kia. Bạn nói. Một cái khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây có phải là bóng ma của nhiều công nhân đường sắt không đầu hay không? Tất cả tìm kiếm phần đầu bị mất của họ. Tuy nhiên, đèn này sáng hơn đèn kia, và thay vì duy trì một khoảng cách nhất định với nhóm của bạn, nó đang dần di chuyển về phía bạn. Chúng ta phải làm gì đấy? Một người bạn hỏi. Tớ không biết, người lãnh đạo nói. Tớ chưa đối đầu với ma bao giờ. Ánh sáng tiếp tục di chuyển về phía nhóm của bạn, và không ai biết phải làm gì, đóng băng vì sợ hãi. Bạn nhìn khi ánh sáng đi xuyên qua bạn, và bạn bè của bạn bắt đầu hét lên khi nó đã hấp thụ vào lồng ngực của bạn. Tuy nhiên, tiếng kêu của họ trở nên như bị bóp nghẹt. Bạn nghe như thể họ đang ở dưới nước, và thính giác của bạn không phải là thứ duy nhất bạn cảm thấy như vậy. Toàn bộ cơ thể của bạn đột nhiên cảm thấy như thể bạn đang chìm trong chất lỏng. Bạn không thể thở, và bạn cố gắng bơi trong không khí. Cố gắng bơi nhưng không có gì ở đó. Bạn hét lên và nghẹt thở, sau đó ngã xuống khi có cầu ánh sáng lướt qua bạn, như thể bạn thậm chí không có ở đó, để bạn lại trong bụi đất hồn hề. Bạn bè chạy đến đỡ bạn, hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng không có thời gian để giải thích, vì hai chiếc đèn còn to hơn, sáng hơn đã xuất hiện. Bạn sợ hãi về những gì chúng có thể làm với bạn, nhưng trước khi bạn có thể nghĩ đến việc chạy, một giọng nói vọng ra từ bóng tối. Dừng ở đó. Hai quả cầu ánh sáng lớn là đèn pha gắn vào phía trước của một chiếc xe màu đen, và hai lính có vũ trang trông giận dữ vừa ra khỏi đó. Điều cuối cùng bạn nghe thấy là một trong những người đàn ông nói, không thể tin rằng chúng ta phải giải quyết chuyện này, trước khi bạn cảm thấy mũi phi tiêu đâm vào đùi và mắt của bạn trở nên mờ dần. Bạn mở mắt ra và nhận ra rằng mình đang ngồi trong ô tô với nhóm bạn của mình. Họ cũng có vẻ như đã ngủ và chỉ đang thức giấc. Bạn đang đỗ xe bên vệ đường cạnh một rừng thông rậm rạp và mặt trời mới bắt đầu mọc. Chúng ta đang làm gì nhỉ? Một trong những người bạn của bạn hỏi từ hàng ghế sau. Tôi không nhớ, bạn nói, nhưng mặt trời sắp mọc. Hãy ra khỏi đây. Và bạn lái xe đưa nhóm bạn của mình trở về nhà mà không nhớ gì về các sự kiện tối hôm trước. Nhóm thiếu niên này khá may mắn. Những gì họ nghĩ chỉ là một truyền thuyết đô thị được gọi là ánh sáng Gudon. Thực sự là một dị thường bí ẩn và nguy hiểm mà tổ chức SCP gọi là SCP-2640. SCP-2640 là một dị thường thời gian được tìm thấy trong một khu vực rộng 5.000m2 gần thị trấn Gudon, Arkansas. Khu vực này có một độ thông bao phủ dày, với vật thể nhân tạo duy nhất được tìm thấy trong đó là một đường ray chia cắt khu vực. Tuy nhiên, thứ kỳ lạ ở SCP-2640 là những thực thể kỳ lạ xuất hiện bên trong, được chỉ định là SCP-26401
Những thực thể này là những quả cầu ánh sáng trôi nổi, có khả năng xuất hiện đơn lẻ hoặc theo nhóm. Mặc dù không quá 12 quả cầu được quan sát thấy xuất hiện cùng một lúc, ánh sáng của chúng sẽ có cường độ khác nhau, từ 75 đến 450 lux, gần tương đương với ánh sáng của một bóng đèn tiêu chuẩn, và màu sắc luôn là màu trắng xanh. Các ánh sáng thường sẽ được nhìn thấy di chuyển chậm trong SCP-2640, mặc dù đôi khi chúng đã quan sát thấy di chuyển khá nhanh, với những ánh sáng nhanh nhất được đo di chuyển với tốc độ lên đến 60 km/h. Cũng có một mối liên hệ giữa độ ánh sáng của các thực thể và hành vi của chúng. Những ánh sáng được đo ở mức dưới 150 lux sẽ không tương tác với con người, thay vào đó luôn duy trì khoảng cách ít nhất 20 mét từ người quan sát gần nhất. Nỗ lực di chuyển đến gần hơn sẽ dẫn đến việc thực thể di chuyển ra xa với cùng tốc độ, đảm bảo rằng nó luôn duy trì cùng khoảng cách 20 mét. Ngược lại, những ánh sáng gần 450 lux năng động và sẽ tiếp cận và thậm chí tương tác với con người. Trong một số trường hợp, các thực thể SCP-26401 sáng hơn sẽ thực sự đi xuyên qua các vật thể rắn, bao gồm cả con người, dẫn đến một cảm giác rất lạ cho người liên quan. Khi điều này xảy ra, đối tượng mô tả cảm giác lơ lửng trong chất lỏng hoặc lơ lửng trong bể bơi. Mặc dù không có thay đổi thể chất bên ngoài nào đối với họ, cảm giác trong nước này sẽ bắt đầu vào thời điểm một thực thể 26401 tiếp xúc với cơ thể của họ và sẽ chấm dứt khi không còn chạm vào cơ thể họ nữa. Các thực thể SCP-26401 dường như bị ràng buộc với khu vực SCP-2640 và bất kỳ thực thể nào tiếp cận ranh giới sẽ từ từ mờ đi cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Để hiểu rõ hơn về bản chất của SCP-2640 và cụ thể là các thực thể SCP-26401 được tìm thấy bên trong một cuộc thám hiểm vào khu vực sử dụng nhân viên cấp D đã được cho phép. Ba người cấp D được trang bị thiết bị đặc biệt có khả năng đo bể cong thực tại trong một khu vực nhất định và được yêu cầu đi dọc theo đường dây xe lửa bên trong SCP-2640 với lệnh báo cáo bất cứ điều gì bất thường họ trải qua. Khi họ tiến sâu hơn vào SCP-2640, thiết bị của họ đã phát hiện ra các hiệu ứng bể cong thực tại đáng kể và giống như họ đã làm, các thực thể SCP-26401 bắt đầu xuất hiện. Mặc dù khá sợ hãi về thứ mà họ coi là ma, các nhân viên cấp D được lệnh là không được chạy. 126401 thuộc loại sáng trong thang đo đã tiếp cận một trong những nhân viên cấp D và xuyên qua cơ thể anh ta, khiến anh ta trải nghiệm cảm giác như đang bơi ở trong nước, và vì anh ta không thể bơi, khiến anh ta tin rằng mình có thể bị chết đuối. Thực thể đi qua anh ta một cách vô hại, không để lại thương tích lâu dài nào, ít nhất là không có bất kỳ vết thương nào. Sau thử nghiệm này và cho thấy hiệu ứng bể cong thực tế cực cao được phát hiện trong khu vực, nhà nghiên cứu tiến sĩ Connor đã đưa ra giả thuyết rằng SCP-2640 có thể là một trong những dị thường thời gian mạnh nhất trên hành tinh. Báo cáo của ông tiếp tục đưa ra giả thuyết rằng SCP-26401 thực sự là các dạng sống từ một khoảng thời gian khác mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhờ dị thường này, nhưng không thể tương tác nếu không muốn gây ra tổn hại với sự liên tục của thời gian, không gian. Tiến sĩ Connor cũng lưu ý rằng khu vực của SCP-2640 dường như đang phát triển rộng ra, và để ngăn chặn sự lan rộng hơn nữa, việc lắp đặt một số thiết bị SIAC Anastasakos, hay gọi tắt là XACTS, đã được cho phép. Và thật may mắn khi XACTS đã được cài đặt, bởi có một sự cố đã chứng minh rằng chúng cần thiết như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn sau sự kiện nói trên với Tony Hargover, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cấp 3, tổ chức SCP đã biết được một sự thật kinh hoàng về bản chất thực sự của SCP-2640. Ông Hargover giải thích rằng ông đã được đưa vào SCP-2640 để đánh giá thiệt hại đối với tài sản của tổ chức sau khi một cơn lốc xoáy lớn đi qua khu vực. Ông giải thích rằng trong khi nguồn điện vẫn đang được cung cấp đến khu vực, một trong những XACTS đã bị hỏng và cần được thay thế. Vì vậy, một nhóm bảo trì đã được cử đến để thay thế bộ phận bị hỏng. Khi nhóm bảo trì tiếp cận khu vực mà XACTS không còn hoạt động, họ báo cáo rằng có rất nhiều cá thể 26401 đã xuất hiện, nhiều hơn những gì họ từng thấy trước đây, và tỷ lệ của các cá thể sáng mạnh nhiều hơn bình thường. Ngay sau đó, khi họ báo cáo điều này, Hardcover mất liên lạc với đội bảo trì và quyết định tự mình đi điều tra. Khi vào khu vực của SCP-2640, anh ta nhìn thấy một thứ mà anh ta chưa từng nhìn thấy trước đây. Không chỉ có một vài cá thể 26401 nhiều hơn bình thường, mà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trôi nổi xung quanh anh ấy, nhiều đến mức thắp sáng cả bầu trời. Anh ấy thậm chí không cần đến đèn pin. Hardcover đi theo cùng một đường ray mà đội bảo trì đã đi. Và sau khi đi bộ vài trăm mét, anh ta phát hiện một thứ gì đó trong bùn bên cạnh đường ray. Đó là thiết bị được họ cử tới để thay thế, và có máu ở trên đó. Anh nhận ra rằng không chỉ có máu trên chiếc máy mà còn ở khắp nơi, bao phủ khắp mặt đất xung quanh anh. Sau đó, anh ta nhìn thấy một cái gì đó khác, một cá thể SCP-26401 gần anh ta, nhưng lại hơi khác thường. "Tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó như thế nào," anh nói. "Ngay phía sau những quả cầu có một điểm,
nơi không có hạt mưa, giống như nó đang uốn quanh một thực thể vô hình nào đó, một thứ to lớn nào đó đằng sau mỗi quả cầu. Và một khi tôi đã nhìn thấy nó, tôi không thể không nhìn thấy nó nữa. Hargrove cố gắng lùi lại khỏi sinh vật và rơi xuống một con mương bên cạnh đường ray, ôm chặt HACTS trong tay. Trong khi sinh vật này dường như đang bơi về phía anh, anh nằm yên hết mức có thể trong mương. Có cảm giác rằng cá thể 26401 này không chỉ ngẫu nhiên di chuyển về phía anh, mà nó đang tìm kiếm anh. Anh cố gắng nằm yên hết mức có thể, vẫn giữ chặt HACTS. Các cá thể SCP-26401 quay lại vài vòng và vòng quanh anh ta, giống như một con cá mập đang tìm kiếm con mồi của nó trong một đám máu, trước khi lướt đi vào rừng cây. Và lúc đó, Hardcover biết rằng các thực thể SCP-26401 không giống như những gì tổ chức nghĩ. Đây không chỉ là những quả cầu ánh sáng đẹp đẽ nhảy múa và chơi đùa trong bóng tối. Chúng là một cái gì đó khác, một cái gì đó khủng khiếp, một cái gì đó nguy hiểm. Anh cũng biết rằng đội bảo trì của anh sẽ không bao giờ tìm thấy, và con mương mà anh đang nằm đang lấp dần đầy nước mưa được trộn với máu của họ. Các SCP-26401 đang săn lùng họ, và họ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra. Hardcover biết mình phải làm gì. Anh trườn trong mương, dừng lại ở bất cứ lúc nào một cá thể 26401 đến gần anh, nín thở cho đến khi nó đi qua. Phải mất hàng giờ trườn dưới nước và bùn cho đến khi anh ta đến được nơi đặt HACTS bị hỏng. Anh ấy đã tìm cách mở lại thiết bị, và khi nó bật lên, anh ấy quan sát khi các ánh sáng 26401 xung quanh mình dần bắt đầu mờ đi, rồi lại biến mất một lần nữa. Cái chết của 4 nhân viên tổ chức trong đội bảo trì cũng như 6 thường dân khác đã thiệt mạng được gán cho cơn lốc xoáy, và Hardcover đã yêu cầu anh được cho tiêm thuốc xoa trí nhớ cấp B để chuyển đến một địa điểm mới. Cả hai đang chờ được phê duyệt. Tuyến đường sắt chạy vào SCP-2640 đã được cho là ngừng hoạt động, và một hàng rào điện cao 3 mét đã được dựng lên xung quanh toàn bộ khu vực để ngăn dân thường tiếp cận. Không ít hơn 8 thiết bị HACTS được đặt ở khu vực xung quanh để ngăn chặn sự lan rộng thêm của SCP-2640, và một lò phản ứng điều áp thu nhỏ dưới lòng đất đã được lắp đặt tại chỗ để cung cấp nguồn điện liên tục, không gián đoạn. Cục thông tin liên lạc có một chiến dịch để tiếp tục truyền đi thông tin rằng SCP-26401 không có gì khác ngoài một truyền thuyết đô thị, và nếu bất kỳ thường dân nào có thể chứng kiến chúng, họ sẽ được cho tiêm thuốc xóa trí nhớ cấp B để duy trì sự bí mật của dị thường Euclid này. Bản chất thực sự của SCP-2640 là gì? Và có lẽ quan trọng hơn, SCP-26401 là gì? Liệu nó có phải là quá khứ khi khu vực này được bao phủ bởi một đại dương cổ đại, hay một chút về tương lai khi biển cả đã nuốt chửng nó một lần nữa? Không cần biết câu trả lời là gì, thực tế là có một cái gì đó ở đây, một cái gì đó đã cố gắng xuyên thủng bức màn thời gian và biến chúng ta thành con mồi của nó. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, giống như SCP-4434, cá lồng đèn, để biết một dị thường khác có một kỹ thuật rất đặc biệt để dụ con mồi. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.